Đoàn giám sát của Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng do trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung dẫn đầu vừa có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về lãnh đạo chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tại các dự án trọng điểm của thành phố triển khai trên địa bàn huyện. Toàn huyện Hòa Vang đang triển khai thực hiện 120 dự án, trong đó có 20 dự án động lực trọng điểm. Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành 26 văn bản chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện ban hành 57 văn bản quyết định chỉ đạo, đồng thời phân công các đồng chí trong Ban thường vụ phụ trách các địa phương để theo dõi chỉ đạo tiến độ lộ trình thực hiện giải tỏa đền bù. Đi liền theo đó là đẩy mạnh công tác dân vận khéo gắn với công tác thực hiện các chính sách cho người dân, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại hai dự án nâng cấp cải tạo đường DT601 và dự án cụm công nghiệp Hòa Nhơn. Nhờ đó đến nay dự án nâng cấp cải tạo đường DT601 đã đạt 97,52% công tác giải phóng mặt bằng, dự án cụm công nghiệp Hòa Nhơn đã hoàn thành 99,32% công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến hai dự án này sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2023. Qua kiểm tra thực tế tại hai dự án trọng điểm của thành phố, đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của địa phương Hòa Vang trong công tác giải tỏa đền bù, chia sẻ những khó khăn bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là việc bố trí tái định cư cho người dân. Vì qua kiểm tra toàn huyện Hòa Vang còn 700 hộ dân đã thực hiện bàn giao mặt bằng, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có đất thực tế để làm nhà ở.